Hello? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang ở cái chỗ để vô cây thăm cô đơn với lại việc tình cấp. Và ở đây các bạn mình rất là khó để có thể tự tới, nên là tụi mình quyết định là sẽ thuê ở đây, thuê dịch vụ để tới. Thì giá ở đây là 100 ngàn một người cả đi cả về và có cả gửi xe. Đây. Kiểu mình là người Đà Lạt nhưng mà đây là lần đầu tiên mình tới luôn á, nên là mình rất hồi hộp, nên bây giờ mà mình muốn các bạn đi chung với mình nhé. Nè, mọi người có thể thấy đó, ở đây bến thuyền, số điện thoại đó, chị thế này. Hello. Nè, bây giờ mình sẽ đi thẳng xuống cái dốc như đây nè. Các bạn thấy không? Nè, các bạn thấy ở dưới đó là cái bến đó, đó. Thì mình đoán là bây giờ mình được hướng dẫn rẽ trái thì mình sẽ xuống đây, có nguyên một con đường thế này. Đó, mình sẽ xuống dưới đây và mình đi cái đò để đi qua cái thông cô đơn nha. Mình phát hiện ra đây có một cái cây dương sĩ lá đỏ nè. Không biết là cái lá nó màu đỏ là sao, đẹp quá nè. Các bạn thấy, xinh ơi là xinh. Qua bên cái đồi kia luôn á. Đúng rồi. Chờ bao nhiêu cho con chờ đó. Kể cả giờ cháu về cũng chưa được bao nhiêu. Kể bao nhiêu. À, cái nghề thì chỉ như vậy. Đi về thì cũng như vậy. Mọi người thấy không? Tên của nó là cây thông cô đơn tại vì nó chỉ có một mình nó ở đây. Cũng không hiểu tại sao lại nó chỉ có thể sống một mình ở tại đây được. Ở trên này có cả bò nữa này. Những con bò. Đúng kiểu mình là người Đà Lạt nhưng lần đầu tiên mình tới đây luôn á. Cảm giác nó lạ lùng lắm. Xe dự phòng hết pin rồi. Nè. Tao đưa mượn ơi. Hết pin rồi, không còn miếng pin nữa hết á. Trời ơi, xinh đẹp. Có gì ăn không? Có, ngồi đây cắm trại được không? Đó đằng kia có hai anh chị đằng xa xa, những cái chấm chấm là những con bò. Chấm hình đấy. Mẹ mình thì đang đòi đi chụp hình. Đây thấy mấy, có nhạc ở đâu nữa, nghe sụp xì sụp xì sụp xì. Rồi. Mình sẽ review một chút về chuyến đi từ bên kia bờ qua bên này nha. Thì chuyến đi này kéo dài tầm 10 đến 15 phút. Mình sẽ đi bằng cái xe nhỏ nhỏ đó của cái chỗ đó, chỗ rất là dễ thương. Và nếu như các bạn có đồ có thể để luôn ở trên đó, tại vì có một mình chỗ đó vận chuyển nhưng mà đi lại thôi. Mình chỉ còn mang theo tiền bạc, điện thoại rồi này kia qua đây. Thì ngoài cái thông cô đơn thì chúng ta có rất là nhiều cái thông N, cái thông khác xung quanh và N con bò để chúng ta có thể chụp hình. Cây cối ở đây cũng rất là hữu tình đó. Nói chung là qua đây cũng là một địa điểm đáng đi, cũng hay. Chưa mọi người. Bây giờ mình đang chuẩn bị chụp hình cho mẹ mình. Thì như các bạn có thể thấy là ở đây có một chiếc cây thông rất là cô đơn và vô cùng cô đơn và rất là buồn ở đây một mình. Nhưng mà khi mình đứng trong này rồi thì mình sẽ không thấy đâu là mẹ mình, đâu là cây thông hết trơn. Cái này hồi trước mình hay gọi là cái xấu hổ hay cái mắc mè gì đó, là cái trái đó mình sẽ lấy xong mình bôi lên cái chỗ mà của bạn nào mình ghét á, thì nó sẽ ngứa ơi là ngứa, nhưng mà mình không có bôi nha, mình chỉ kể vậy thôi. Thật sự ở đây rất là yên bình. Mặc dù là dân ở đây nhưng mình cũng không biết là ngoài cái này ra thì còn con đường nào khác để tới được cái thông này không. Mình nghĩ là có nhưng mình không biết. Không biết tại sao nhưng mình cảm thấy ở Đà Lạt xinh thì tất cả cái thảm thực vật nó cũng xinh nữa. Nè, rất là xinh. Một chút thông tin về cái thông cô đơn mà mình mới coi được thì đó là cái thông cô đơn từ lâu đã thu hút được nhiều du khách, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê du lịch khám phá điểm tình đến, bởi vì đó là hình ảnh một cái thông cô đơn lẻ loi nằm bên hồ suối vàng giữa một đồng hoa cỏ tuyết, không khác gì đồng tuyết trắng của trời đây. Các bạn nhìn đi, ở đây làm gì có cái đồng hoa cỏ tuyết nào đó. I got a bad feeling about this. Tấm thảm nhung đổi màu chính là đồi hoa cỏ tuyết. Vì sao có thể gọi như thế? Vì đó là điều đặc biệt của loại hoa dại này, nó có thể đổi màu ở những thời điểm khác nhau trong ngày. Có thể là do mình xui á, kiểu thời điểm này tới không có cái gì đổi màu hết trơn. Sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, đồi hoa khoác lên mình một màu trắng tuyết tinh khôi. Thì các bạn có thể tìm thấy màu của nó ở trên Google, nhưng thực sự ở đây không có nha. Đây là một màu xanh rì.
Ở đây là ba mẹ con mình đang ngồi picnic. Đó, ở đây chỉ có chúng mình, không có gì hết trơn. Mình không biết gì để quay hết trơn. Lát nữa thì tụi mình sẽ gọi lại cho cái chú lái đò đó để chú đưa tụi mình về. Thì như mình nói rồi đó, 100.000 người là bao gồm cả tiền gửi xe nữa. Mình không biết là nó có hợp lý hay không, nhưng mà một địa điểm này cũng đáng để chúng ta có thể check in, tham quan, thăm thú. Đây, ánh nắng ở đây mình đang quay theo cái chiều mà đúng hướng sáng nên là nó khá là đẹp, các bạn thấy không? Đây, mẹ và em mình đang ngồi cắm picnic đằng kia, đang ngồi picnic đằng đó. Còn mình thì mình đi vòng vòng, mình quyết định sẽ xem đó. Các bạn thấy một cái thông cô đơn, một cái thông duy nhất. Cũng không hiểu tại sao ở đây lại chỉ có một cái thông duy nhất, trong khi đằng xa kia là hằng hà xa số những cái thông khác. Sau lưng mình như thế này. Đó, kia là bò. Lát nữa thì mình sẽ đi qua coi những con bò đó. Và theo cái chú mà cũng chính là cái chú lái đò thì chú bảo là những cái con bò này nó không có đạp. Thì lát nữa mình sẽ qua mình coi thử xem là nó có đạp mình hay không. Nè, mà dù sao happy nhưng mà mình cũng muốn quay một chút đó. Cái thảm thực vật của nó thực sự rất là sinh động. Mà giờ những cái cây này là do nó héo rồi, nhưng mà nó vẫn đẹp. Đẹp một cách kiểu lạ thường lắm. Con bò nó có chuông á, các bạn có thể thấy không, những con bò này. Nhưng mà mình không phải là bây giờ chơi với nó được đâu. Tớ quay cho chị Đức. Thôi, ta đang muốn đụng nó thử. Nó đá cho á. Ông cho không đá. Sao biết được? Châu bò cái đá hay bò. Ủa mày chưa nghe đâu như bò đá hả? Đó, những con bò có những cái chuông này mẹ thôi. Cái này là cái đồng cỏ cho bò. Nhưng mà mình đi mình nhận surprise. Hello các bạn. Các bạn mới vừa phát hiện ra nhà đó là đây có, chúng ta có một cái thông cô đơn khác nữa. Xem này, đó. Thì mình nghĩ đây mới chính là cái thông cô đơn thật sự mà cũng không biết nữa. Tại vì xung quanh đó là cỏ. Thì mình đứng trên đây mình chụp lên rất là đẹp và có thể thấy được toàn cảnh của nó một cách rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ chụp hình mẫu cho các bạn xem cảnh nha. Thì ở đây có rất là nhiều cái thông mà chúng ta có thể áp dụng nó để làm cái thông cô đơn luôn á. Đó. Đó các bạn xem. Sau khi rực đuổi cái đàn bò đó, nhưng mà bò kiểu sợ người á, nó không có đá mình đâu, nhưng mà nó sợ mình đi tới đâu thì nó sẽ chạy theo tới đó, nó chạy luôn á, nó không cho mình chụp tới luôn. Cái bạn là người có một con mắt nghệ thuật xinh đẹp, hoặc là chúng ta có một người bạn chụp hình có tâm, thì mình hoàn toàn có thể có được 1.000 bức ảnh khi đến với cây thông cô đơn tại Đà Lạt nha. Rất xinh đẹp luôn á. Và một điều rất là quan trọng để cho chụp hình đó là ánh nắng. Thì chỉ cần không mưa thì ánh nắng ở đây là dư luôn á, dư dả để chúng ta có thể chụp hình. Khi mà mình thấy bạn mình làm photographer thì các bạn hay chụp hình cưới cho cái cặp đôi ở Đà Lạt ở trên này, hoặc là hình couple cũng chụp ở trên này, rất là xinh đẹp. Cái này cũng có thể trở thành một đoạn đường sông ảo rất là xinh đẹp đúng không? Nếu như mình sẽ đốt vào đây một bạn gái xinh đẹp và một người chụp hình có tâm. Đó. Cái bụi đằng kia cũng có thể là một cái thông cô đơn khác nữa kìa. Nói chung quan trọng là do mình thôi. Mà cảnh Đà Lạt thì không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Nè, ở giữa đường thì chúng ta sẽ có những cái cây ổi như thế này. Đó. Mình sẽ ra vờ đứng lại xong chụp một tấm hình check in. Đó, thật sự là nó là như vậy đó, chứ mình không có tập chấm hình rồi đó. Thì nó đó, các bạn thấy ổi nè. Cái cây ổi này cái gió nó rất là lùng. Mình không thấy được cái gốc của nó đâu luôn, nhưng mà nó có rất là nhiều bông và trái. Ở đây mình có một cái cây hồng gì lạ lắm lùng lắm nè. Có thể là cái thân nó sơn màu trắng, nhưng mà các bạn thấy không? Cái lá của nó nè, rất là xinh đẹp. Còn đây là cây ổi. Mình sẽ đi tìm một cái cây của nó. Hoa ổi nè. Đẹp không? Thì những cái này hoàn toàn chúng ta có thể check in và cho ra những tấm ảnh để đời luôn á. Đây. Đây hoa ổi và những cái trái này, có trái nha. Ơ nè. Trái ổi này nó chỉ vậy thôi đó. Mình rất tìm ngon. Cái này là ổi rừng nè. Xinh đẹp không? Nhưng mà cái này người ta trồng làm cảnh vậy thôi, chứ các bạn đừng có lên đây bức ăn nghe, khổ lắm. Dù là cây cọng cỏ thì nó vẫn rất là xinh đẹp. Nè. Có những cái cây thông ở dọc bờ hồ này, mà nếu như mà các bạn tới mùa du lịch thì chúng ta hoàn toàn có thể setup nó thành những cái thông cô đơn đó, các bạn thấy không? Là nãy giờ đã là 4 bụi rồi. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái thông cô đơn con. Hồi nó là cái thông cô đơn con nên mình phải đứng như thế này, các bạn thấy không? Thì dự là tầm khoảng chục năm nữa nó sẽ thành một cái thông cô đơn khác, một cái thông cô đơn anh chị em nào đó. Nhưng mà tại vì chuyến đi nào là bất ngờ, mình cũng không chuẩn bị gì trước, thì điện thoại mình sắp hết pin rồi. Mình xin phép chào tạm biệt các bạn ở đây nha. Đó. Xin không.
có cái cây gì đỏ đỏ này, lá nó xanh ơi là xanh, mình cũng không biết là cây gì nhưng mà nó đẹp quá. Mình sẽ đăng cái video này và sẽ riêng người Đà Lạt ăn gì ở Đà Lạt, mặc dù ở đây không có một cái sự ăn uống nào ở đây cả, nhưng mà mình cũng sẽ cho vào đó và mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Các bạn xem video nhớ like like, đăng ký kênh và nhớ ấn cái chuông nha, tại vì mình sẽ ra video mới vào hàng tuần. Đây là một bụi cây dương sĩ nha, đẹp ơi là đẹp luôn á, thật sự. Và tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở Đà Lạt. Khi mà mình đi ở đây thì mình phát hiện ra đây có mùi ammoniac các bạn. Nên là mọi người ơi, tới đây thì mình hãy kiềm chế một tí, đi vệ sinh trước ở nhà. Và nhớ là nếu như có cắm trại ở đây thì nhớ dọn rác nha, tại vì rác khá nhiều nè. Đây, giấy. Mình sẽ đi dọc cái đường luôn các bạn xem. Giấy, đó, khá nhiều. Và tạm biệt mọi người.